Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm điện máy. Video này em sẽ cập nhật nhanh cho các bác giá thành của các dòng TV của Samsung ra mắt năm 2021. Vào cái thời điểm tháng 4 năm 2021 thì Samsung đã ra mắt các model mới của năm nay. Những cái mẫu model năm nay sẽ có đuôi ký hiệu là đuôi B thay cho đuôi A của năm 2021 mọi người nhé. Thì ở đây ở tại siêu thị điện máy EcoMax bên em thì chưa về đầy đủ các model của từng phân khúc một, từng kích thước 43, 50, 55, 65, 75 hay 85. Tuy nhiên thì em đã có cái bảng giá ở đây để cập nhật cho mọi người đầy đủ chi tiết tất cả các model từ phân khúc nhỏ nhất 43 inch lên đến phân khúc to nhất là 85 inch ở tại siêu thị điện máy EcoMax bên em đang kê các mẫu TV BU8000, BU8500, các mẫu TV QNET, Q60, Q70, Q80, tất cả là đuôi B hết mọi người nhé, Q60B, Q70B, Q80B và các dòng TV QLED là QL90B hay là các dòng TV khung tranh LS03B của năm 2022 thì em đều có giá cho mọi người tham khảo rồi. Đầu tiên thì em sẽ đi vào cái phân khúc giá con thấp nhất là con BU8000. Dòng 8000 thì bên em đang kê con to nhất là con 85 inch. Con này có ký hiệu là 85BU8000 mọi người nhé. Đây các bác có nhìn thấy trên màn hình 85BU8000 với kích thước siêu to 1m90 phân cơ. Và con 8000 thì nó thiết kế cũng là dòng thiết kế iSlim siêu mỏng mọi người nhé. Tất cả các mẫu model 8000 từ 50 inch trở lên đến 85 inch đều thiết kế giống như con này. Đấy, chúng ta chỉ khác về phần số inch thôi, còn thiết kế giống nhau. Và tính năng của những dòng này thì tương tự như nhau mọi người nhé. Em sẽ thử trải nghiệm cho mọi người xem cái hệ điều hành TizenOS mới nhất của năm nay nó như thế nào để các bác có thể biết được đến cái mẫu này. Đây các bác nhìn thấy đây là cái hệ điều hành của TizenOS năm 2022. Nó khá chi là khác biệt so với các hệ điều hành khác mà các bác vẫn sử dụng TizenOS từ năm 2021 trở xuống mọi người nhé. Đây rất chi là đơn giản thôi và dễ sử dụng. Những cái mẫu này thì mọi người sẽ có những phân khúc giá rất chi là hợp lý. Khi mà thời điểm tháng 4 năm 2021 giá nó mới ra thì các bác sẽ mua được cái con BU8000 phân khúc là 50 inch. 50 inch bên em đang bán là 15.760.000. Phân khúc 55 inch thì bên em đang bán là 18.210.000. 65 inch thì sẽ là 24.950.000. 75 inch thì là 33.770.000. Và phân khúc con to nhất là con 85 inch ở đây, giá là 52.880.000 các bác nhé. Đấy là các cái phân khúc mà dòng TV BU8000 bên em đang có giá thì các bác có thể đặt hàng ở tại siêu thị bên em. Cái mẫu này thì sẽ có đầy đủ các phân khúc giá đó và TV thì sẽ nhập về được cho các bác trong cái thời gian sớm nhất mọi người nhé. Và những cái mẫu này mẫu 2022 do đó là hàng nó còn chưa được đầy đủ mọi người nhé. Đấy là con đầu tiên. Con thứ hai mà em muốn cập nhật cho mọi người đó là những dòng phân khúc BU8500. BU8500 thì sẽ là những dòng BU thay thế cho con AU9000. Còn BU8000 thì sẽ thay thế cho con AU8000 mọi người nhé. Đây là con BU8500 này. Con 8500 này thì sẽ nhìn thiết kế của nó thì cũng giống y hệt con AU9000. Và cái khác biệt của nó cũng chính là cái khác biệt về cái phần hệ điều hành. Hệ điều hành của TizenOS năm 2022 nó cũng giống con 8000 lúc trước mọi người nhé. Đây em sẽ cập nhật cho mọi người ngay xem cái con đó. Thiết kế của dòng này thì cũng là được thiết kế dòng iSlim siêu mỏng và chạy hai đèn LED, có thêm cả multi-view chia đôi hình ảnh. Đấy là tính năng mà chỉ con BU8500 hay con AU9000 mới có mọi người nhé. Chân của nó cũng được thiết kế hình chân hình nắp đậy giống như năm 2021. Đây mọi người nhìn thấy đây, chân hình nắp đậy mọi người nhé. Đây là con 8500 trên phân khúc là 55 inch. Thì ở trên phân khúc 50 inch thì nó lại cái chân của nó lại hơi xoạng nhau một chút. Đây các bạn nhìn thấy, đây là cái con 50 BU 8500. 50 BU 8500 thì cái chân của nó thì được cũng là chân nắp đậy, tuy nhiên nó sẽ xoạng ra hai bên rộng hơn mọi người nhé, rộng hơn này. Đó, vẫn là thiết kế iSlim siêu mỏng. Thì ở cái phân khúc mà 50 này bên em đang bán là 16.640.000 cho 50 BU 8500. Lên đến 55 inch BU 8500 sẽ là 19.490.000 là cái con ở phía góc bên này là 55 inch. Hoặc các bác có thể đặt hàng con 65 inch, 65
BU8500 26.240.000. Đây là phân khúc BU8500 mọi người nhá. Đây hệ điều hành của nó cũng tương tự như thế các bác này, em bật cho các bác xem. Đây. Đây là cái hệ điều hành, tất cả các dòng Tizen OS năm 2022 sẽ chạy hệ điều hành như thế này mọi người nhá. Thì em sẽ không bật lại cho các bác xem nữa. Thì tất cả nó sẽ giống hệt như này. Còn tiếp theo mà em muốn cập nhật cho mọi người là các dòng TV QLED mọi người nhá. QLED thì hiện tại BM đang bày bán các dòng QLED 2022. Ở đây thì siêu thị đang bày con 55Q80B. 55Q80B là dòng thay thế cho 55Q80A của 2021. Thì nó sẽ có những mẫu TV như 55Q60B, 55Q70B hoặc là 55QL85B là các mẫu thay thế cho năm 2021. Thì ở hiện tại thì bên em vẫn đang có những cái mẫu của 2021 ở đây, thì đang kê trên kệ, do đó là không thể bày hết được các model của 2022. Thì em cũng cập nhật nhanh cho các bác giá thành của dòng này. Q80A thì nó vẫn được thiết kế cái phần lắp lồi ra như thế này. Đấy, chạy đèn LED, nó là dòng D-Lex full ở đây. Nó là dòng, nó sẽ giúp cho chúng ta với cái tấm LED lens này sẽ giúp cho chúng ta có hình ảnh tươi sáng hơn và sắc nét hơn rất chi là nhiều mọi người nhé. Đấy, tần số quét là 120Hz từ Q80B trở lên. Chúng ta có tần số quét 180 với công nghệ HDR 10 2X, giúp hình ảnh sắc nét hơn với cái công nghệ 10X giống như các dòng TV khác. Các dòng này thì bên em sẽ báo giá nhanh cho mọi người. Các mẫu TV 55Q60B giá là 20.930.000. 55Q70B giá là 23.580.000. Và 55Q80B ở đây 29.750.000. Một dòng khác mà các bác có thể mua được trong cái phân khúc này, đó là dòng TV 55QL85B. Thì đây em có con 55QL85A. Thì QL85B bên em đang bán là 34.260.000 mọi người nhé. Đây là các phần phân khúc 55 inch QLED mà các bác có thể mua được. Còn 65 inch thì hiện tại bên em đang có những mẫu TV như 65Q60. Ở đây là đang là những cái mẫu TV 65Q60A của 2021. Thì các bác có thể lựa lên con 65Q60B của năm 2022 giá 26.910.000 mọi người nhé. 26.910.000. Và những cái mẫu TV mà các bác có thể mua những dòng TV mà 75Q60B nữa. Ngoài 65 thì các bác mua 75Q60B là 41.910.000 mọi người nhé. 41.910.000. Bên cạnh đó, những bác nào mà yêu thích những dòng TV khung tranh như thế này, khung tranh như thế này, thì bên em đang có những cái phân khúc TV khung tranh 50 inch và 55 inch. Đây, những mẫu TV rất to, đều là TV khung tranh cả mọi người nhé. Đấy, khung tranh sẽ có thêm một cái phần viền khung gỗ ở phía bên ngoài, phía khung bên ngoài. Thì đối với dòng TV 50LS03B, bên em đang bán là 25.640.000. Còn 55LS03B là 28.090.000 mọi người nhé. 190.000. Thì đấy là các cái mẫu mà các bác có thể mua được trong thời điểm tháng 4 năm 2022. Giá thành của các dòng TV Samsung năm 2022 cũng hiện tại nó mới về nên là giá cũng khá chi là cao. Các bác nào có nhu cầu mua sắm thì có thể vấn đề đặt hàng những cái mẫu mới này của bên em, hoặc là các bác có thể lựa chọn những cái mẫu TV của 2021 thì giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên thì những cái phần trải nghiệm của 2022 thì chúng ta sẽ chưa có mọi người nhé. Các bác nào mua đặt hàng tại siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, website comac.vn. Và rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo.